mến, chào mừng các bạn đã đến với phần review những điểm nổi bật các bạn cần lưu ý cho kỳ bay tháng 9 năm 2022 nhé. Được coi là một trong những kỳ bay được trông đợi nhiều nhất khi chúng ta đã trải qua kỳ tháng 6 vốn có rất nhiều thay đổi. Tháng 6 cũng được coi là một trong những kỳ thử lửa chính sách mới vốn được ban hành vào cuối tháng 2 và áp dụng vào đầu tháng 3 của năm nay. Bên cạnh đó, kỳ tháng 9 cũng là một kỳ chúng ta có rất nhiều các bạn học sinh 2004 mới tốt nghiệp. Đó chính là lý do mà chúng ta luôn luôn trông đợi những điểm mới, những điều cần quan tâm khi chúng ta quyết định nộp hồ sơ vào kỳ tháng 9 nhé. Nào, hãy cùng em đi qua 5 điểm quan trọng. Thứ nhất, chúng ta chưa bao giờ có ít trường top 1 như năm nay, đặc biệt là cho kỳ tháng 9. Điều này đúng khi chúng ta có danh sách mới các trường top 1 vào cuối tháng 2 năm 2022, khi chỉ còn 28 trường top 1 nằm trong danh sách các trường 1%. Nhưng các bạn lưu ý, trong 28 trường đó chỉ có tầm hơn 10 trường ra mã code. Và kỳ tháng 6 vừa rồi chúng ta có những chuyển biến không ngờ tới. Thứ nhất, đó là trường Đại học Trung An của chúng ta tuyên bố không ra mã code nữa mà sẽ chỉ ra thư mời thôi. Thứ hai là trường Cúc Minh cũng ra thông báo là kỳ tháng 9 này trường sẽ không có khả năng ra mã code mà sẽ chỉ xác định là ra thư mời thôi. Chính vì vậy nên chúng ta hầu như còn rất ít các trường ra mã code trong top 1. Phải nói một cách thành thật, trong suốt nhiều năm vừa qua, kể từ năm 2014 khi thị trường du học Hàn Quốc chính thức mở cửa và chúng ta bắt đầu có visa thẳng từ năm 2015 trở lại đây, năm nay được coi là năm có ít trường top 1 nhất. Các bạn cũng lưu ý, hiện nay nếu nói đến trường top 1 visa thẳng, chúng ta phải nói đến các trường ra mã code. Còn với các trường ra thư mời, chúng ta sẽ chỉ có thư mời thôi. Và thư mời này các bạn sẽ vẫn phải phỏng vấn 100% với đại sứ quán hoặc tổng lãnh sự quán. Đồng thời các bạn phải chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ, không hề được miễn giảm như các trường top 1 ra mã code. Các bạn nhớ điểm này nhé. Như vậy, hiện nay chúng ta còn những trường top 1 nào xác nhận ra mã code cho kỳ tháng 9? Nếu trong Seoul chúng ta có những tên tuổi nổi bật và đây cũng là những tên tuổi đã được thử lửa cho kỳ tháng 6 rồi. Thứ nhất là trường Đại học Konkuk, thứ hai là trường Đại học Nữ Tucson. Đây là hai trường hiện nay có tỷ lệ, số lượng cũng như tốc độ ra mã code xuất sắc nhất tại trung tâm Seoul. Kỳ tháng 9 này chúng ta chào mừng một trường, đó là tháng 6 cuộc tuyển sinh tháng 9 này quay lại, đó chính là trường Đại học Hongik. Đến nay trường Đại học Hongik cũng đã có thông báo tuyển sinh, cũng đã có thông báo về ngày nào phỏng vấn, ngày nào đóng hồ sơ. Các bạn nhớ nhé, trường Hongik luôn luôn là một trường có tốc độ phi mã về quá trình phỏng vấn, chốt hồ sơ, ra mã code. Nên nếu bạn mong muốn thực sự trở thành sinh viên của Hongik tháng 9 này, bạn cần phải sẵn sàng hồ sơ cùng với MEP rồi. Bên cạnh các trường vừa nói trên, chúng ta cũng có những trường như là Đại học Nữ Sungsin, trường Đại học Hanyang năm nay vẫn thông báo ra mã code. Tuy nhiên, những trường này là những trường không nhận nhiều. Đặc biệt, trường Đại học Nữ Sungsin kỳ tháng 6 có những dấu hiệu tuyển sinh rất khó. Bên cạnh việc các bạn phải chắc chắn đóng băng 10.000 đô case study giống như một trường top 3, các bạn cũng cần phải có những điều kiện nổi bật về tài chính, về điểm số, về số buổi nghỉ học để chúng mình có thể trở thành sinh viên của trường Nữ Sungsin đấy. Trường Hanyang thì luôn luôn là một trường số 1 tại Seoul về ranking, về thứ hạng, đặc biệt là trong so sánh với các trường top 1 năm nay. Cũng chính vì vậy mà điều kiện tuyển sinh của trường cực kỳ khó và chúng ta phải có một hồ sơ xuất sắc cả về tài chính cũng như về học vấn để có cơ hội nộp và được xét duyệt bởi trường Đại học Hanyang nhé. Ra ngoài Seoul, chúng ta có 3 tên tuổi nổi bật. Thứ nhất là trường Đại học Thần học Seoul, thứ hai là trường Đại học Hwoseong và thứ ba là trường Đại học Quốc gia Busan. Đến thời điểm này, tức là tháng 5, chúng ta vẫn chưa có thông tin chính xác về mã code của các trường và chúng ta phải tiếp tục chờ đợi để xem tỷ lệ ra mã code của các trường này tháng 6 như thế nào trước khi chúng ta quyết định nộp vào các trường này kỳ tháng 9 nhé. Với hệ quả của các trường top 1 ngày càng thu hẹp lại, ít trường ra mã code, chúng ta thấy rằng điều kiện tuyển sinh của các trường chính vì vậy cũng ngày càng khó lên, đặc biệt là ở kỳ tháng 9 này. Từ kỳ tháng 6, chúng ta đã thấy rất nhiều trường giới hạn về số buổi nghỉ. Ví dụ như là trường Đại học Nữ Túc Sang của chúng ta yêu cầu học sinh chỉ có 3 buổi nghỉ thôi. Kỳ tháng 9 chúng ta có thêm một trường mới giới hạn số buổi nghỉ, đó là trường Konkuk yêu cầu học sinh chỉ được nghỉ 5 buổi thôi. Điểm thứ hai đó là các bạn cũng thấy rằng trước đây nếu chúng ta chỉ cần đọc điểm số và hộ khẩu cũng như năm sinh, chúng ta có thể thấy được rằng là cơ hội phần trăm vào top 1 của chúng ta như thế nào, đúng không ạ? Nhưng điều đó không còn đúng vào kỳ tháng 6 này nữa và đặc biệt chắc chắn sẽ không đúng vào kỳ tháng 9 khi chúng ta cần phải chuẩn bị hồ sơ tài chính vô cùng mạnh mẽ. Hiện nay đa phần những hồ sơ được nhận vào top 1 đều là những hồ sơ, một là điểm số tầm khoảng 7.5 trở lên. Thứ hai là tài chính của các bạn phải vô cùng rõ ràng, tức là bố mẹ các bạn có công ty riêng, có hộ kinh doanh cá thể, hoặc bố mẹ các bạn làm việc tại những công ty, những tổ chức lớn của nhà nước và có chức vị cụ thể. Những hồ sơ của bố mẹ chẳng hạn như là làm bác sĩ này, luật sư này, công an, y tá, bộ đội đều là những hồ sơ được ưu tiên về mặt nghề nghiệp, bởi vì các trường Hàn Quốc sẽ thấy rằng thứ nhất, bố mẹ các bạn có thu nhập ổn định, thứ hai, các bạn có một nền tảng gia đình vững chắc để trường không quá lo lắng về vấn đề là các bạn có thể bỏ trốn bất hợp pháp. Các bạn nhớ nhá, chúng ta có những điểm nổi bật về các trường top 1 năm nay. Thứ nhất, chưa bao giờ top 1 ít trường hơn thế. Thứ hai, chưa bao giờ top 1 tuyển khó hơn thế. Chính vì vậy các bạn cần phải có một sự chuẩn bị rõ ràng. Đến thời điểm này, những trường như Konkuk, Tucson, Hongik đã có thông báo tuyển sinh rồi. Chính vì vậy, nếu bạn nào mong muốn trở thành sinh viên top 1 mã code thẳng, dù là ở trung tâm Seoul hay ngoài Seoul, bạn nhanh chóng nộp hồ sơ tại MEP để chúng ta sẵn sàng đến với tháng 9 top 1 visa thẳng mã code nhé.
Điểm thứ hai về tình hình phỏng vấn của các trường top 2. Khi chúng ta thấy top 1 ngày càng ít trường, top 3 thì có sự bất ổn về tỷ lệ mã cốt giữa các trường, các cục cũng như các khu vực. Top 2 dường như là sự lựa chọn của rất nhiều bạn. Chúng ta có hơn 70 trường top 2. Tuy nhiên, em nhận thấy từ khi thị trường du học Hàn Quốc mở cửa cho visa D41 hệ tiếng từ năm 2014 trở về nay, chưa có năm nào đại sứ quán phỏng vấn khó như năm nay. Tại sao lại có sự khó khăn này? Thứ nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh và thứ hai đa phần do tỷ lệ bỏ trốn bất hợp pháp của sinh viên hệ tiếng tại Việt Nam khá cao. Hiện nay để có được tấm visa top 2, các bạn thứ nhất cần phải trải qua phần phỏng vấn với đại sứ quán. Thời điểm trước, đại sứ quán đa phần phỏng vấn qua điện thoại thôi, nhưng hiện nay đã có những dấu hiệu đại sứ quán chính thức phỏng vấn trực tiếp trở lại sau khi tình hình đã được kiểm soát tốt về vấn đề dịch bệnh ở Hà Nội. Một điểm khó nữa và đồng thời đây là điểm dẫn đến kết quả visa không cao, đó chính là phần thẩm tra tài chính. Đa phần các bạn sau khi được đại sứ quán gọi phỏng vấn thì sẽ đến lượt bố mẹ các bạn được gọi thẩm tra về tài chính. Đại sứ quán sẽ hỏi rõ về vấn đề nghề nghiệp của bố mẹ các bạn, thu nhập của bố mẹ các bạn và mỗi phần phỏng vấn sẽ kéo dài từ tầm khoảng 10 đến 15 phút. Bên cạnh đó, đại sứ quán cũng sẽ có thể gọi địa phương nơi bố mẹ các bạn sinh sống và hoạt động hoặc là gọi cho công ty nơi mà bố mẹ các bạn khai nhận là bố mẹ các bạn làm việc. Chính phần thẩm tra tài chính này là một phần mới, đồng thời là một phần cực kỳ khó dẫn đến tỷ lệ visa của top 2 không hề cao cho hai kỳ tháng 3 và tháng 6 vừa qua. Nếu các bạn muốn nộp vào top 2 an toàn thời điểm này, chúng ta nên xác định thứ nhất là tiếng của các bạn phải tốt và thứ hai là tài chính của các bạn phải rõ ràng. Chúng ta không cần những tài chính quá sức mạnh như top 1, nhưng tài chính của các bạn là tài chính phải được thẩm tra được. Tức là khi đại sứ quán gọi về cho bố mẹ các bạn hoặc địa phương của các bạn hoặc là công ty nơi bố mẹ các bạn làm việc thì tất cả các phần trả lời đều phải khớp hoàn toàn so với hồ sơ. Các bạn lưu ý điểm này để chúng ta có tỷ lệ visa cao nhất so với top 2 nhé. Đối với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, phần phỏng vấn trực tiếp đã được tiến hành từ khá lâu rồi do tình hình dịch bệnh ở Hồ Chí Minh được kiểm soát sớm hơn Hà Nội. Và các bạn lưu ý, chúng ta cần phải chuẩn bị tốt cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nên với phần phỏng vấn của Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta không có phần học thuộc lòng và các bạn phải hiểu những gì mình nói, phải có sự chuẩn bị cho nhiều phương án khác nhau khi chúng ta quyết định ngồi xuống phỏng vấn. Đó là tình hình của top 2 năm nay. Điểm lưu ý thứ ba đó là cơ hội mã cốt visa chia đều cho các trường top 3. Kể từ cuối tháng 2 năm 2022, khi chúng ta có danh sách trường top 3 mới, đó có thể coi là một sự bất mát bởi vì rất nhiều trường tốt, ví dụ như trường Đại học Đông Quốc, thứ hai là trường Đại học Kyungki, vốn là những trường cực kỳ mạnh mẽ về tỷ lệ cũng như tốc độ ra mã cốt với tỷ lệ tầm khoảng gần 100% đã quay về top 2, chỉ ra thư mời. Như vậy chúng ta không có những trường mã cốt siêu tốt nữa. Một số trường chẳng hạn như Đại học Yongin và Đại học Chungcheon vẫn còn duy trì được tỷ lệ mã cốt rất tốt trong kỳ tháng 3. Kỳ tháng 6 này thực sự chúng ta đã thấy rất nhiều biến chuyển, trong đó hầu như trường top 3 nào cũng sẽ có cơ hội ra mã cốt và hiện nay tỷ lệ ra mã cốt sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc hồ sơ của bạn đẹp hay xấu đến mức độ nào, thay vì là các bạn chọn trường nào hay là cục xuất nhập cảnh nào. Các bạn lưu ý điểm này, đó là lý do nếu chúng ta xác nhận đi top 3, chúng ta phải hiểu kỹ về hồ sơ của mình. Chúng ta không nên nộp vào những hồ sơ có quá nhiều năm trống hoặc là điểm số quá thấp hoặc là có quá nhiều buổi nghỉ học, bởi vì các cục sẽ xét rất là kỹ trước khi quyết định có cấp mã cốt cho bạn hay không. Một trong những điểm nổi bật nữa có thể coi được là sự khác biệt của tháng 6 này và sẽ tiếp tục duy trì đến tháng 9. Đó chính là gì? Đó là các trường top 3 hiện nay cục xuất nhập cảnh đều gọi điện về phỏng vấn học sinh cũng như phụ huynh học sinh của các bạn. Thậm chí có một số cục xuất nhập cảnh còn phỏng vấn địa phương nơi bố mẹ các bạn sinh sống và kinh doanh, rất là giống đối với đại sứ quán đúng không ạ? Chính vậy, nếu các bạn xác định bước chân vào một trường top 3, chúng mình phải sẵn sàng tinh thần phỏng vấn đối với cục xuất nhập cảnh và chúng ta cũng cần phải chuẩn bị tốt cho phần phỏng vấn của bố mẹ mình nữa. Đặc biệt chúng ta không nên có hiện tượng là bỏ qua không nghe điện thoại hoặc là cố gắng không nghe hoặc là không tạo điều kiện tốt cho cục xuất nhập cảnh trong quá trình cuộc phỏng vấn bạn hoặc là bố mẹ các bạn. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ và làm tốt tất cả các điều này, bên cạnh hiểu về hồ sơ của mình và cân đối, không nên quyết định nộp những hồ sơ quá xấu để chúng ta có cơ hội ra mã cốt cao nhất cho kỳ tháng 9 này, một trong những kỳ bay được coi là rất nhiều biến động, nhưng cơ hội chia đều về mã cốt top 3 cho các trường top 3 thay vì chỉ tập trung vào một số trường có tỷ lệ mã cốt cực kỳ cao những kỳ bay trước. Các bạn nhớ điểm này nhé. Điểm lưu ý thứ tư đó là các bạn 2004 có nên bay kỳ tháng 9 không? Một trong những thông báo tuyển sinh gần đây của trường Đại học Con Cúc cho kỳ tháng 9, trường cũng đã nêu rất rõ đó là các học sinh 2004 không có đủ khả năng và thời gian để có thể bay tháng 9 tại Con Cúc. Điều này thực ra không chỉ áp dụng với Con Cúc mà logic với rất nhiều trường đại học, đặc biệt là các trường top 1 và các trường top 3 có tỷ lệ ra mã cốt tốt. Bởi vì các bạn tính toán như sau, năm nay các bạn 2004 sẽ tốt nghiệp vào ngày 7 và 8 chúng ta thi xong, tức là mùng 7 và mùng 8 chúng ta hoàn toàn hoàn thiện kỳ thi tốt nghiệp của mình. Sau đấy tầm khoảng cuối tháng 7, thậm chí đầu tháng 8 chúng ta sẽ có kết quả và có xác nhận tốt nghiệp tạm thời. Thời điểm này đa phần các trường xin cốt, dù là top 1 hay top 3 cũng đã tuyển sinh xong, đã trả invoice xong, thậm chí rất nhiều trường đã nộp hồ sơ xin mã cốt vào cục xuất nhập cảnh rồi. Nên về bản chất nếu các bạn đi visa thẳng các bạn không kịp.
Nếu các bạn soi chiếu với đại sứ quán Hàn Quốc ở Hà Nội hiện nay, thời gian để trả kết quả visa ra được thông báo là tầm khoảng 40 đến 50 ngày. Nên nếu các bạn tháng 8 có kết quả nộp vào thì chúng ta cũng không thể kịp được kỳ tháng 9. Bởi vì khi các bạn có visa, các bạn gần như đã lỡ kỳ rồi và chúng ta bắt buộc phải bay tháng 12 ngay cả khi chúng ta có visa cho kỳ tháng 9 nữa. Chính vì vậy nên MEP khuyên rằng nếu bạn mong muốn bay tháng 9, bạn chỉ nên apply vào khi bạn đáp ứng được các yêu cầu sau. Thứ nhất là các bạn cũng đã học tiếng Hàn tầm khoảng 9 tháng cho tới 1 năm rồi. Thứ hai là hồ sơ của các bạn nên nộp vào các trường top 2 theo hình thức bổ sung thôi. Và chúng ta sẽ không nộp vào các trường top 1 hay top 3. Bởi vì thời điểm đó đơn giản các trường top 1 và top 3 cũng đã đóng rồi. Một điểm quan trọng nữa đó là các bạn cần có thời gian chuẩn bị về mặt tiếng Hàn, cũng như các bạn cần phải có sự chuẩn bị hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc, các bước trước khi bay để chúng ta có một sự vững vàng nhất định khi đến Hàn Quốc. Chính vì vậy lời khuyên của MEP, kỳ bay tốt nhất cho các bạn 2004 chính là tháng 12, sau đó chúng ta sẽ tính đến tháng 3, còn lại tháng 9 hầu như rất ít bạn đáp ứng được yêu cầu nên các bạn cần phải cân nhắc điểm này nhé. Điểm thứ 5 đó là lịch tuyển sinh và khai giảng của MEP dành cho kỳ bay tháng 9. Nếu với các bạn sinh năm 2003 trở về trước, tức là các bạn đã hoàn thành việc học của mình rồi, các bạn cũng đã có học bạ gốc cũng như bằng tốt nghiệp tạm thời hoặc là bằng gốc chính quy ở trong tay rồi. Chúng ta đã bắt đầu nhập học tại MEP từ tháng 4 và từ tháng 4 đến tháng 9 là thời điểm MEP mở tuyển sinh. Chúng ta chỉ có ngày bắt đầu, hầu như chúng ta không có ngày kết thúc bởi vì MEP sẽ chỉ đóng tuyển sinh khi các trường không còn nhận học sinh nữa. Các bạn nhớ rằng vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần, các bạn đều có thể nhập học tại MEP để chúng ta bắt đầu lộ trình học tập mới, nộp hồ sơ và vào ký túc xá để cùng MEP bay kỳ tháng 9. Một điểm quan trọng đó là giống như những kỳ bay của những năm trước, MEP không thu một đồng phí nào khi các bạn nhập học. Như vậy các bạn chỉ cần nộp hồ sơ thôi, các bạn mang theo tư trang để vào ký túc xá. Sau đó các bạn sẽ bắt đầu quá trình học ở ký túc xá miễn phí, xử lý hồ sơ miễn phí của mình để cùng MEP bay tháng 9. Với các bạn 2004, MEP cũng đã có một lộ trình rất rõ ràng, đó là ngày 18 tháng 7, tức là một tuần sau khi các bạn kết thúc kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 của mình, các bạn hoàn toàn có thể nhập học tại MEP hoàn toàn miễn phí. Với một số bạn rất nôn nóng thì MEP cũng dành riêng cho các bạn một ngày nhập học sớm, đó là ngày 12 tháng 7, tức là chỉ sau đôi ba ngày khi các bạn đã hoàn thành phần thi tốt nghiệp của mình rồi, các bạn được mở rộng cửa chào đón tại MEP Hà Nội và MEP Thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta cùng nhau bắt đầu lộ trình đi du học Hàn Quốc cùng MEP, và bạn sẽ chỉ phải nộp tiền khi bạn được trường Hàn Quốc nhận, cũng như sau khi bạn có visa cùng với MEP thôi. Hẹn gặp lại các bạn tại MEP. Hy vọng rằng phần review 5 điểm này sẽ cho các bạn những cái nhìn tổng quan về kỳ bay tháng 9 để chúng ta có một sự lựa chọn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất nhé.